Chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Vlog Niềng Răng của Nha Khoa Thúy Anh. Mình vừa mới đi thực hiện nâng khớp cắn về. Đây là lần thứ hai mình nâng khớp rồi. Lần đầu tiên là để giải quyết cái cắn sâu, phục vụ sắp đều răng trên dây tròn. Và lần này là để kéo lùi hàm, do mình thường xuyên bị nghiến răng về ban đêm. Khi mà nghiến răng thì việc kéo lùi hàm trên sẽ là rất khó. Và mục đích của cái việc nâng khớp này là để giảm áp cho khối răng trước các bạn ạ. Các bạn biết không, mình đã trải qua cái cảm giác là đặt chun tách khe này, gắn mắc cài này, nhổ 3 răng khôn, nhổ 4 răng 4, gắn hàm nong và cấy tận 5mm. Nhưng mà cái cảm giác mà nâng khớp này dường như nó ở một cái đẳng cấp hoàn toàn khác. Bạn sẽ bị đau ê ẩm hết cả hai hàm, bạn không thể nhai được thức ăn, đặc biệt là các món ưa thích. Hôm nay trong chương trình Vlog Niềng Răng, mình sẽ giúp các bạn hiểu một chút về nâng khớp cắn trong chỉnh nha và một số mẹo nhỏ để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Những kiến thức ở đây thì mình đã tổng hợp ở trên mạng và có tham khảo ý kiến của bác sĩ Thùy Anh, là bác sĩ chỉnh nha chính của mình, cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Nâng khớp cắn tức là nha sĩ sẽ sử dụng những cái khí cụ tháo lắp hoặc cố định gắn lên răng nhằm tách các răng ra, ngăn hai hàm cắn lại với nhau hoàn toàn ở cái trạng thái cũ, phục vụ cho việc di chuyển răng. Việc giải phóng hàm dưới cánh rất mắc cài hoặc tạo khớp cắn mới như ý. Thường thì nha sĩ sẽ dùng nâng khớp trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất, nâng khớp trong trường hợp có cắn chéo, bị khóa một vài răng. Tương quan bình thường của hai hàm răng ấy là hàm trên sẽ nằm ngoài so với hàm dưới. Khi mà hàm dưới lại đi ra ngoài so với hàm trên thì gọi là cắn chéo. Cắn chéo có thể khu trú ở một vài răng hoặc một nhóm răng. Khi mà có cắn chéo thì nha sĩ có thể nâng khớp để giải phóng cái sự khóa khớp này. Sau đó nha sĩ di chuyển răng tạo ra cái tương quan hai hàm cho đúng chuẩn. Trường hợp rất hay gặp là khi bạn bị móm này, khớp cắn ngược trước cửa này. Khi đó thì nha sĩ sẽ gắn khí cụ hoặc đổ trực tiếp chất hàn lên răng hàm. Răng cửa khi đó sẽ được giải phóng và nha sĩ sẽ dùng lực để bật ra, đưa hàm trên ra ngoài, lấy lại cái vẻ thẩm mỹ cho bạn. Nâng khớp trong trường hợp có nghiến răng. Thực ra thì điều trị chỉnh nha cho những bạn bị nghiến răng là rất khó. Nha sĩ có thể sẽ phải sử dụng đến những cái liệu pháp giãn cơ như là tiêm Botox để trương lực các cơ nhai, không siết quá mạnh lúc ngủ. Trong những cái tình huống cần kéo răng, nha sĩ có thể nâng khớp răng sau tí xíu để giảm áp lực cho những cái răng nghiến ở phía trước và tác động lực để kéo các răng lùi về sau. Trên đây thì mình điểm qua một vài cái kiến thức về nâng khớp. Về mặt trải nghiệm thì nâng khớp thực sự là khủng khiếp. Tạm quên đi những cái việc mà nha sĩ áp dụng cho mình cái hình thức nâng khớp như thế nào. Tại sao là phải nâng khớp? Chỉ biết rằng là nha sĩ thì không phải chịu cơn đau do nâng khớp gây ra, mà chính chúng ta sẽ phải nếm trải cái điều đấy. Một, đầu tiên bạn sẽ không ăn được cái gì cả. Bạn tưởng tượng là cả hàm răng chỉ có một vài cái điểm chạm thôi. Và đó là những cái điểm nâng cao lên bất thường. Khi nhai luôn có cái cảm giác là bị cộm lên. Các răng nâng khớp thì chịu áp lực luôn cho cả cái hàm nhai, nên thường bị đau tức này. Thậm chí là bạn nhai nhẹ thôi cũng thấy đau. Mấy cái ngày đầu ấy, nói thật là mình toàn nuốt đồ ăn thôi. Với những cái bạn mà nâng khớp ở răng hàm thì đã là vất vả lắm rồi, thì nâng khớp ở cái vùng răng cửa là càng tồi tệ hơn nữa. Cả hàm không có một điểm nào chạm nhau, chỉ chạm có mấy điểm ở răng cửa thôi. Bạn sẽ phải làm quen với cháo này hay bún gì đấy cho qua cái giai đoạn khó khăn này. Hai, đấy là khi ngủ bạn không thể khép chặt hai hàm. Nếu nằm điều hòa, thậm chí bạn còn bị viêm họng nữa cơ. Nâng khớp tạo ra một kích thước khớp cắn lý tưởng. Tuy nhiên thì giai đoạn đầu bạn lại không thể khép được miệng khi ngủ, nên khi bị gió lùa vào cổ họng gây khô họng, bạn nên ngậm nước muối hay là các nước sát khuẩn khác thật kỹ để đảm bảo là họng luôn sạch. Bạn không nên để điều hòa quá lạnh vào mùa hè. Mùa đông thì có thể dùng thêm một chiếc khăn mỏng cuốn cổ lại cho chắc ăn hơn. 3. Rất khó khi mà phát âm. Khi mà nâng khớp thì các âm gió của bạn không thể phát âm được do miệng không khép kín được, tư thế lưỡi cũng bị sai sai, ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc phát âm tiếng Anh hay là hát hò gì đấy. Vì vậy, nếu bạn có kỳ kiểm tra tiếng Anh với cái phần phát âm thì nên trao đổi cùng nha sĩ để được tháo tạm thời mấy cái cục nâng khớp này ra, phục vụ cho kỳ thi tốt nhất các bạn nhé.
Dù khó khăn cỡ nào thì chúng ta cũng sẽ phải cố gắng vượt qua, phải không các bạn? Vì một nụ cười đẹp sau này, phải động viên nhau tiến lên thôi. Tin vui cho các bạn đấy là không phải ai niềng răng cũng phải nâng khớp, chỉ một số bạn cần đến cái điều trị bổ sung này. Việc nâng khớp hiện nay các nha sĩ cũng thường sử dụng những cái tấm cắn to hơn gắn vào răng, nhẹ nhàng hơn nên trải nghiệm vì thế cũng khá là dễ chịu. Tin vui thứ hai đấy là thời gian đeo nâng khớp thì ngắn thôi, tùy từng ca mà các bạn có thể đeo từ 1 đến 6 tháng, có nhiều ca thì đặc biệt thì có thể đeo lâu hơn nhưng mà sẽ rất là ít. Và cái cảm giác khó chịu thì chỉ xuất hiện trong một vài tuần đầu tiên thôi, còn sau đấy thì chúng ta sẽ quen dần và thấy cũng bình thường, kiểu như là khổ quá rồi sướng không chịu được ấy ạ. Cơ thể con người thì nó luôn phi thường hơn những gì mà chúng ta tưởng, cho nên chúng ta sẽ bước qua rất là dễ dàng thôi. Một vài lời khuyên của mình đúc kết dành cho các bạn sắp và đang nâng khớp cắn để niềng răng đấy chính là: đầu tiên, tốt nhất bạn phải tự vượt qua được, còn nếu mà khó chịu quá thì có thể sử dụng thuốc giảm đau. Hai, một số cách giảm đau khác hiệu quả như là ngậm nước mát trong miệng, sử dụng các cái thực phẩm mềm, tuyệt đối không ăn đồ dai, cứng, dẻo. Thứ ba, bạn cũng cần giữ vệ sinh răng miệng đặc biệt tốt. Thứ tư, nên ngậm nước súc miệng, nước muối trước và sau khi ngủ. Bạn không nên để quạt gió số lớn vào quạt thẳng vào mặt của mình. Mùa đông thì khi đeo nâng khớp bạn phải chú ý giữ ấm cho cái cổ họng, có thể quàng thêm một chiếc khăn nhỏ khi ngủ các bạn nhé. Khi mà cục nâng khớp của bạn bị vỡ, bị rơi, bị lệch thì bạn cần báo ngay cho nha sĩ để nha sĩ kịp khắc phục cái tình huống này. Xin cảm ơn các bạn đã cùng trò chuyện với mình. Niềng răng quả là một quá trình khó khăn nhưng nó lại cho kết quả tuyệt vời, bền vững và văn minh. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được hết những cái chặng đường gian nan này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog niềng răng của Nha Khoa Thúy Anh. Hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau. Mình mong đến số tháo mắc cài và chào tạm biệt các bạn lắm rồi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.